Rồi thì buổi hôm trước thì chúng ta đã học hoàn thiện xong một cái landing page này. Thì mình sẽ nói lại một chút về cái landing page này. Thao tác lại từ đầu nhé, cho mọi người dễ hình dung. Đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký. Thì có một cái tài khoản chạy một tài khoản làm landing page nhé. Đây. Tiếp theo sau khi đăng ký xong này, đăng ký xong thì chúng ta sẽ vào phần đăng nhập này. Đây, nhập Gmail, nhập mật khẩu. Ấn đăng nhập này. Dạ, sau khi vào đăng nhập này, chúng ta sẽ tạo một cái landing page mới này. Đấy, thì chúng ta ở đây là sẽ sử dụng chân trắng, được chưa? Ấn chân trắng nhé. Rồi, ấn chân trắng xong thì tắt cái mic của bạn nào, iPhone xong tắt nhỉ? Rồi nha, tiếp tục này. Tạo trang trắng xong này thì chúng ta sẽ bắt đầu vào nền làm live page này, bắt đầu này. Đầu tiên là về hình ảnh này, là một hình ảnh này, này hình ảnh. Đấy thì chọn cái ảnh mà mình cần cho lên trang web mình này, chúng ta chọn ảnh này. Đấy thì sẽ ra ảnh này. Đấy, tiếp tục này, về album thì chọn gallery. Đây, tiếp tục chọn gallery thì nó là album. Album thì đây, sau khi chọn ra cái album rồi thì chúng ta sẽ chọn phần thêm ảnh, thì chọn cái ảnh mà mình, tất cả những cái ảnh mình muốn trong một cái album này. Đấy, thì xong nó sẽ hiện ra như này. Đây, đây là ở đây là album nhá. Tiếp tục này là đến phần nút bấm này. Nút bấm thì đây, thì mình chọn cái nút bấm thì nó sẽ ra đặt mua này. Đấy, rồi tiếp tục là đoạn văn này. Rồi anh chị em chú ý để tắt mic nhá, là không ảnh hưởng các bạn nhé. Rồi thứ ba là sẽ học chatbot nhé mọi người nhé. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ học vào buổi cuối của chuyển đổi. Rồi tiếp theo này là về phần động văn này. Đây thì ấn động văn ra thì động văn này. Đấy, tôi cho một cái section mới để cho mọi người dễ hình dung. Đây. Rồi, tiếp tục này. Thêm mới đây. Đoạn văn này. Đây, đây là chúng ta dùng đoạn văn nhé. Đây. Thì nó sẽ hiện ra một cái đoạn văn này. Mình muốn chỉnh sửa nội dung thì kích đúp vào. Đây, xong sửa nội dung. Đây. Đó. Online nhé. 7 tháng 2 chẳng hạn, được chưa? Ở phòng. Rồi, đây là lớp học online này, đây là nội dung chữ được chưa? Đây thì chúng ta muốn thay đổi, đây muốn thay đổi là cỡ chữ này, hay là muốn thay đổi là màu chữ này, kích cỡ này, cho thiết lập căn chỉnh này, thì ở phần thiết lập này, đây màu chữ chúng ta là chọn vào cái chữ này này, sau chúng ta là chọn vào thiết lập này, thì nó sẽ hiện ra cái bảng màu chữ này, cỡ chữ và tất cả các định dạng để thay đổi cái kích thước của cái chữ đấy. Chà. Rồi, à, vẫn ổn này. Người nghe, nghe ổn. Sao bán? Đâu đâu không có ai sao bán gì đâu nhé.
không có giao bán gì nhé mọi người. Đấy, bạn Nova nghe rõ này. Mọi người kiểm tra lại mic sao, kiểm tra lại loa thế nào. À, rồi. Rồi tiếp tục nhá. Buổi trước cũng là em dạy mà. Chắc là để mic gần quá. Rồi. Sợ mọi người không nghe rõ để mic hơi gần. Buổi trước cũng là em dạy mà. Rồi nhá. Tiếp tục này. Rồi, tiếp tục thôi chứ bây giờ mỗi người một ý kiến nên là cũng rất là khó, người thì nghe rõ, người thì không nghe rõ thì rất là khó, nên là mình sẽ tiếp tục chương trình học đấy. Tiếp tục nhé mọi người, tập trung nhé. Rồi này, đây là đoạn văn này, thì tiếp tục là đường kẻ nhé. Đường kẻ này, đây đường kẻ thì nó sẽ ra một cái đường kẻ như này, mình có thể là thay đổi màu của đường kẻ nhé. Đây muốn thay đổi màu thì nó có màu đường kẻ ở trên này. Đấy, thay đổi sang màu xanh chẳng hạn này, hoặc màu đỏ này. Đấy, mình có thể tăng kích thước dài lên này. Đây. Rồi. Rồi là viền bo góc này. Mình có thể là thay đổi cái thành ực thẳng thành đường ngực gạch nhất đứt nhé. Đấy. Rồi. Tiếp tục là đến hình hộp nha. Hình hộp hôm trước là mình có ấy nói qua rồi, thì hình hộp này thì cũng rất ít dùng, nên là cũng không chúng ta không áp dụng này. Tiếp tục là đến cái shape này, cái liên quan đến những cái icon này. Này, chúng ta chọn này, những cái icon trái tim hoặc là ngôi sao nhé. Này, các anh cũng thể thay đổi có thể là thay đổi màu này, kích thước này, thì kéo to nhỏ là ở góc nhé. Này, rồi đây, hôm trước thì mình là tạo ra ngôi sao màu vàng đây, cái section này. Rồi ở form này, tiếp theo là cái phần là video này tự tạo một cái video nhé. Tất cả những cái này thì buổi trước là mình có làm nhé, thì nếu mà ai chưa nhớ thì cần xem lại kỹ hơn thì có thể là xem lại video buổi trước nhé. Đây là video này, muốn thêm cái video mình muốn thì vào YouTube này, sau đó là chọn một cái video nhé, copy cái đường link của video này, không quay trở lại là đi này. Ấn vào cái hình video này, chọn thiết lập này, xóa đường dẫn video này, rồi dán cái đường dẫn video ở trên YouTube vào. Đấy, nó sẽ ra video này. Được chưa? Rồi nhá, tiếp tục là sẽ đến là form này, form đăng ký này. Đây, form đăng ký thì khi mà chúng ta ấn thì nó sẽ ra form đăng ký như này. Được chưa? Trong form đăng ký này thì chúng ta có thể là thêm nhiều cái trường khác. Đây, ấn thêm trường nhá. Thì ở đây nó sẽ hiện lên này, địa chỉ này, sản phẩm, số lượng, giảm giá này. Đấy, rất là nhiều lựa chọn cho mình để mình thêm các cái dòng các cột vào. Được chưa? Rồi, pop up là đây. Hôm nay mình sẽ nói qua pop up cho mọi người luôn. Từ nhá. À, tiếp tục này, form xong nhá.
thì sẽ đến phần là phần đồng hồ đếm ngược, đúng không ạ? Này, đồng hồ đếm ngược này. Đồng hồ đếm ngược thì khi ấn đồng hồ đếm ngược thì nó sẽ ra đây, đồng hồ đếm ngược này. Đấy, thì cái này mình có thể chỉnh được thời gian, ấn vào thiết lập này, có thể tăng giảm thời gian lên. Đấy, thì nó sẽ tăng số phút lên. Được chưa? Đấy, cái này thì mọi người tùy chỉnh nhé. Đấy. Hôm nay là chúng ta sẽ học, đây là mình nói lại cái live phần landing page hôm trước một tí. Đấy, thì xong nó là chúng ta sẽ chuyển qua là chạy chuyển đổi luôn. Được chưa? Rồi nhá. Đấy thì đây có bạn hỏi là phần pop up là như nào. Này. Chúng ta ấn thử phần pop up nhé. Đây, pop up này. Thì chúng ta thêm pop up mới này. Này. Ở đây là cái pop up, tức là những cái mà ví dụ bạn đang lướt web ấy, thì nó sẽ nhảy lên những cái form đăng ký ở giữa màn hình chẳng hạn. Này, ví dụ như là đăng ký này, chọn đăng ký. Đấy, chọn một cái bất kỳ cái màu xanh này đi. Đây, đây là cái form đăng ký này. Đấy, thì cái đấy là pop up nhá. Rồi. Cancel này thì nó cũng giống như là cái album này. Đấy. Đây, mọi người ấn vào. Mình mở rộng thêm để làm cho mọi người xem. Cancel này, thêm mới này. Cancel nhá. Thì ở đây thì mình giúp mình có ảnh này. Đây mình thêm mới ấy. Thêm những cái hình ảnh vào nhá. Ví dụ mình cho 3 cái hình này đi. Mình sẽ cho ảnh vào đây. Cái này nó như kiểu chạy slide ấy. Đấy, đây. Đây. Đấy. Cái này kéo dài thêm tí nữa. Chợt này. Đấy. Rồi. Đây. Cái của này. Thì khi mà chúng ta làm xong này, chúng ta sẽ lưu lại này. Lưu lại nhé. Xong rồi xuất bản này. Xuất bản này. Nó sẽ hỏi sang là xem giao diện ở bên điện thoại là đã phù hợp chưa. Này. Sang xem giao diện điện thoại này. Cái này nó bị linh tinh này. Thay đổi lại nhé. Vị trí một tí cho nó phù hợp. Đây. Cái okay, xùa này nó các bạn phải làm nhiều thì mới quen nhé. Một bài sen đẹp của chị bọn. Đây là lên trong là quá đâu. Rồi ok, bây giờ mình xuất bản thử cho mọi người xem nhé. Xuất bản này. Đây, đây là cái đường link nhé, đường link web nhé. Ấn vào đường link web này. Đây, thì đây là một cái trang web hoàn chỉnh này, có chữ này, dựa vào chữ này, hình ảnh này, nút này, có icon này, album này, form đăng ký này, video này, đồng hồ đếm ngược này. Đấy. Thì bây giờ thì sẽ cho mọi người tầm 5 phút nhé để hoàn thiện lại cái
cái landing page, cái web hôm trước mọi người làm. Thì chúng ta có nguyên liệu là web thì chúng ta mới đầu sẽ chuyển đổi được. Được chưa ạ? Đấy. Xem lại là đi phép hôm trước, buổi trước làm nhé, trước ta sẽ đổi nhé. Dạ, mọi người bắt đầu chúng ta làm nhé, nhưng mọi người 10 phút nhé, 10 phút nữa. Đấy, chúng ta hoàn thiện này. Đổi. Mọi người làm đi ạ. 8 giờ 35 bắt đầu nhé. Mọi người làm luôn ạ, thực hành luôn. Không là chúng ta không có đi pet thì chúng ta sẽ không không thể nào chạy được chuyển đổi đâu. Rồi, chúng ta bắt đầu tiếp tục nhé. Đây thì mọi người, đây có bạn hỏi là top up thì hướng dẫn thêm một tí đây. Mọi người này, vào ấn này, lúc nãy mình đã tạo top up rồi đúng không? Thì vào phần top up này, mọi người thấy đây nhé. Đây là cái form đăng ký này. Thì nếu mọi người muốn chỉnh sửa gì ở chỗ cái phần chữ này thì chúng ta cần kích đúp vào, chúng ta chỉnh sửa thôi. Đây nhé, nhập thông tin vào phần này để đăng ký thành công. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn nhé, đây, chỉnh cho nó phù hợp một tí. Đấy, vào phần giữa đây. Rồi. Đây, phần này muốn chúng ta lưu data tại đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn lưu data này. Chọn là ở đây là hôm qua là lưu vào lớp học online đúng không? Thì chúng ta cũng lưu luôn vào lớp học online. Hôm mà hôm thứ bảy. Đấy, chúng ta đã lưu thông tin ở cái form mẫu rồi. Hoặc là chúng ta có thể thêm mới này. Đây, nhập tên của mình. Nhập tên lớp này. Online. Rồi chúng ta là cập nhật. Ở đây chúng ta chưa phải nhập mà thêm cái liên kết mới nhé. Đây, tôi cho thêm, tôi vào thêm lại. Đây, tôi đang dùng là quốc nhật 2410 đúng không? Tôi sử dụng cái này luôn. Đấy, chọn bảng tính này. Thế chúng ta có cái bảng tính sẵn là lớp học online thì chọn lớp học online này. Xong rồi xong này. Cập nhật này, tên cấu hình, chúng ta phải để tên cấu hình này nhé. Online. Đây, cập nhật này.
xong ấn cập nhật là xong, tức là khi mỗi khi mà khách hàng vào đây người ta để lại thông tin, người ta ấn hoàn tất đăng ký thì sẽ nhảy về cái form đăng ký của mình. Form đăng ký của mình thì nó ở ngay trên là này, ở ngay trên Google Sheet hôm buổi trước thì nó học đấy, đây lớp học online này, đây sẽ nhảy về cái sheet này, được chưa? Rồi nhé, xong cái này thì chúng ta cần đóng lại, đóng lại, rồi. À, bản miễn phí thì vẫn có, hình như là được. Hồi đầu thì mình vẫn được cùng pop-up, hiện tại thì không biết, bởi hiện tại thì là mình đã up bản, up lên bản được trả phí rồi. Đấy. Nên là mình cũng không rõ là cái bản free nó còn cho là pop-up không. Đấy, thì các bạn thử xem nó có được không, nếu mà mình cần thiết pop-up quá thì mình có thể là up lên bản trả phí, mình dùng rồi mình trải nghiệm hết các cái chức năng đầy đủ của Lazada cũng được. Dạ. Rồi thì tôi sẽ lấy này đi, cái này không cần thiết nữa. Rồi nhá, đây là một cái web tôi đã hoàn thiện này, ví dụ như này, hoàn thiện bên này rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chạy trên web này, phải chờ tôi mở lên cái để kiểm tra chuyển đổi nhá. Đây. Thì mọi người sẽ vào cái tài khoản này. Chúng ta có tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu thứ hai. Một cái trận đấu mà Gandhi cũng là người phù rất đỏ một phù đầu để có thể là cân được với chiếc còi ở thời điểm đầu, không thì khỉ. Đây, đây vào tài khoản quảng cáo đây. Chưa? Này, phải chờ một lát nha. Đây, ta sẽ bắt đầu là ấn tạo này. Rồi trước tiên chúng ta phải đăng cái bài gọi là bài gì ạ? Bài liên quan đến là chạy chuyển đổi. Hôm trước thì mình có lập một cái page này. Đây, cái page ABC Store này. Vào ABC Store nhá. Đây, mình vào lại cái page của mình. Đây, trước thì mình có up thử cái bài chạy chuyển đổi này cho mọi người xem này. Đấy, thì hôm nay mình sẽ up thử lại nhé. Để up cái bài chạy chuyển đổi thì chúng ta phải vào phần trình quản lý quảng cáo, người ấn vào đây. Chọn cho mình là bài viết trên trang nhé. Rồi, đến đoạn này thì chúng ta sẽ chọn là tạo bài viết này. Đây, ở phần trên URL thì chúng ta sẽ nhập cái link web mình đây nhá, đây là cái link trong web mình nhá, copy cái link đấy qua đây, đi vào văn bản bài viết này, ở đây là mình sẽ để là cái này là cái chính là content nhá, đây để mọi người nhập vào này. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn nhé. Đấy, rồi phần nút kêu gọi động này chúng ta cũng chọn vào, mình có thể tùy chọn, thì ở đây mình có thể để xem ngay hoặc là đặt hoặc là mua ngay đăng ký này. Đấy thì tùy vào cái nhu cầu của mình. Đây như mình để xem thêm thì để khách hàng họ sẽ qua trực tiếp web của mình để họ đăng ký trên web. Được chưa?
Sau khi ấn nút xem phim xong thì mọi người ấn tạo bài viết này. Chọn tạo bài viết này. Rồi chúng ta sẽ tích vào cái bài mình vừa mới tạo ra này. Diện ấn vào cái phần nút hành động ở ngay phía trên này. Chọn đăng. Chọn đăng thì nó sẽ đăng lên cái việc mình nhé. Tôi sẽ thử đăng lên nhé. Đăng này. Viết lên. Rồi. Xong mày viết lên thì được quay lại Facebook này. Load lại cái trang này. Để xem cái bài đã đăng lên chưa. Rồi, đây. Đây thì nó chưa hiện lên là chưa hiện lên hình ảnh này. Đây chúng ta phải quay lại xem ở trên Alipay nhé. Đây. Chúng ta vào lại phần là thiết lập này. Chọn vào Sell Social nhé. Đây, chúng ta phải thêm hình ảnh chia sẻ này. Đây, chọn ảnh vào đây. Chọn cái ảnh mình cần đăng lên kiểu này lúc nhé. Đấy, tôi chọn ảnh này đi. Ảnh này. Chọn ảnh này. Mọi người nên nên để cái kích thước khuyên dùng là 1200 nhân với 630 pixel thì nó sẽ hiển thị đầy đủ cái ảnh mình. Đây, chọn ảnh xong thì chúng ta đóng. Ấn là xuất bản này. Xuất bản lại này. Rồi, xuất bản thành công thì chúng ta sẽ ấn vào cái link này, link gia đình trong web. Chúng ta quay lại cái tài khoản quảng cáo. Đây, quay lại phần bài viết nhé. Đăng lại bài. Bài này là nó chưa có hình ảnh, mình xóa đi. Đây, và mình đăng lại nhé. Tạo bài viết này. Thêm link web này. Nhập content này. Rồi nó kêu gọi động này, chọn xem thêm này, đăng ký được nhé, đăng ký tạo để viết này. Đấy rồi tích dấu V vào đây, chọn nút hành động, ấn nút hành động, chọn đăng, lần tiếp là đăng đấy thì nó sẽ hiện lên trong web. Load lại nhé, load lại xem page xem có nhé. Như cái này là nó đang bị lỗi thì để xem mà mình xóa lại bài này, mình thử đăng lại nó cái ảnh xóa đi và chúng ta vào lại này, bài viết này, tạo bài viết này, cho link vào này. Chọn nút hành động là nút đăng ký tạo bài viết này. Rồi tích vào dấu V này, chọn nút hành động này, đăng này, đăng lại này. Bây giờ chắc được rồi. Ở phần pixel thì tí nữa mình sẽ nói qua lại nói lại một tí nhé. Buổi trước thì mình cũng có chỉ cho các bạn về phần pixel rồi. Đấy thì nếu mà mọi người quên thì có thể là vào lại buổi học hôm trước. Tí mình sẽ làm lại cho mọi người một lần nữa. Đây, mọi người vào lại trang page nhé. Xem là cái bài mình đăng được chưa? Đây, cái bài này mình đã đăng là thành công rồi. Có hình ảnh này.
content này với cả là nút đăng ký được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta quay lại nhé. Quay lại vào phần tài khoản quảng cáo. Chọn vào phần bài viết trên trang này để chọn trình quản lý quảng cáo. Đây thì mình hướng dẫn mọi người cài pixel này nhé. Đây, chúng ta sẽ ấn tạo này. Tạo như tạo tin nhắn vậy. Đây. Rồi chúng ta chọn chuyển đổi này. Tiếp tục đến đây thì chúng ta sẽ nhập tên của chiến dịch này. Rồi tiếp tục này. Này, từ cái con tài khoản này thì nó đã có pixel rồi. Đấy. Đây, mình làm một con tài khoản nó chưa có pixel để mọi người dễ hình dung. Đây, đây con tài khoản này đi. Đây, chuyển đổi nhé, người chọn chuyển đổi nhé. Rồi, nhập tên này. Ấn tiếp tục này. Phần tên nhóm quảng cáo này cũng đi vào nhập cái tên của nhóm quảng cáo, rồi dưới này kéo xuống một chút thì nó sẽ bảo là Facebook Pixel, thì bạn có thể tạo một pixel đúng không để theo dõi, thì chúng ta sẽ ấn vào tạo pixel này. Mình thực hành luôn nhé. Alo, mọi người làm việc ngành đến bước này chưa nhỉ? Không bận nhé. Pixel chỉ cần tạo một lần với mỗi một tài khoản quảng cáo nhé. Được chưa ạ? Mọi người đến bước này chưa? Đây mình lại nhé cho mọi người. Làm chậm lại cho mọi người xem nhé. Thì mọi người ấn là tạo này. Yeah. Tạo này. Xong chọn ấn vào phần chuyển đổi này. Bây giờ mình ấn tin nhắn. Thì bây giờ mình ấn chuyển đổi. Chuyển đổi này. Rồi, nhập tên. Tên chiến dịch nhé. Đây. Rồi, mọi người có thể chọn để ngân sách chiến dịch. Mọi người ngân sách nhóm cũng được tùy mọi người. Đây, ấn tiếp tục. Rồi, chúng ta lại nhập tên của nhóm quảng cáo này. Dạ. Cái nhóm quảng cáo xong nhé. Rồi chúng ta kéo xuống. Để có phần là Facebook Pixel. Tạo Pixel này. Đó, ấn vào tạo Pixel này. Đây, đây là tạo Pixel nhé. Hướng dẫn lại mọi người này. Thì chúng ta sẽ ấn tạo Pixel, nó sẽ hiện đến bảng này. Chúng ta sẽ chọn vào tiếp tục nhé. Đây. Đây thì nó sẽ bảo là chọn tiếp tục với nguồn cũ hay là thiết lập pixel ngay, thì chúng ta chọn là thiết lập pixel ngay. Rồi đến bước này thì chúng ta sẽ chọn tiếp là thêm mã pixel vào trang web theo cách thủ công. Hai cái trên và dưới thì nó không cần
Không cần nhé, bởi vì chúng ta sẽ chuyển đổi thôi. Đấy, rồi. Sau đó là ấn vào tiếp tục. Được. Đây là hoàn thành rồi, chúng ấn hủy rồi. Rồi, thì đây là cái con PCL của tài khoản này này. ID, PC ID đây. Chúng ta sẽ copy cái này. Được. Quay trở lại là đi này. Trở lại là đi nhé. Chúng ta vào là đi này. Đây. Chúng ta sẽ vào phần thiết lập này. Xem số sai số này. Chọn là mã chuyển đổi. Rồi, copy vào phần Facebook PCI ID. Đóng này. Xuất bản lại là xong. Rồi. Thì đấy là gắn PCI thành công. Rồi, tiếp tục đến bước này thì nó sẽ quay lại quảng cáo thì sẽ yêu cầu là chọn sự kiện. Được. Thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Kéo xuống này. Chọn vào phần kéo xuống tiếp nhé. Chọn vào phần thêm vào dòng hàng này. Đấy vào đây. Đấy. Chưa. Đây, làm hơi nhanh. Thì mình nắm lại nhé. Mọi người xem nhé. Mã dập mà không không copy được nhé. Đây, mình nắm lại này. Đây, đây là tạo xong PCL này. Mọi người tạo PCL xong đi đã. Mọi người tạo PCL nha. Cho mọi người 5 phút để tạo PCL nhé. Không phải làm nhanh quá. Đây, nhắc lại một tí, quên chưa quay PCL. Đây, mọi người ấn một sự kiện này. Rồi, khi mà tạo PCL xong nhé, mọi người ấn sự kiện này. Chọn sự kiện là thêm vào giỏ hàng. Kéo xuống, ấn vào thêm vào giỏ hàng này. Rồi, bắt đầu kéo xuống này. Bắt đầu target này. Đấy, cái này thì target giống y xíu là tin nhắn nha. Rồi, mọi người target đi ạ. Vị trí quản lý quảng cáo thì mọi cái này của mọi người cũng tự ấy nhé. Vì là nó giống như phần tin nhắn mà cỡ được học rồi. Đấy. Sách này. Sách để bừa 100. Đấy. Tiếp tục này. Đây, thì mình sẽ chọn cái trang page mà mình đăng bài. Đăng bài là Lady Page nhé. Đây, ABC Store nhé. Rồi, chúng ta sẽ chọn bài là sử dụng bài viết có sẵn. Như này. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu là chọn bài viết này. Được chưa? Thì cái bài này là mình đã đăng lúc nãy đúng không? Đấy, thì mình ấn vào bài này. Được chưa? Chúng ta ấn chữ tiếp tục. Đấy, nó cũng giống như gửi tin nhắn. Đấy. Rồi. Đấy thì chúng ta xem lại một lần. Xem là đã có còn gì nữa để sửa được không. Rồi, như thế này là ok rồi nhá. Thì chúng ta ấn chữ xác nhận. Thì đây, ấn chữ xác nhận này. Đấy, thì Facebook nó sẽ chuyển sang là đăng này, đăng xong này. Đấy, rồi. Nó sẽ ở chế độ mất lại người xem. Đang đợi nhé. Đây, đang xét duyệt nhé. Đấy. Thì như thế là chúng ta đã hoàn thành chuyển đổi rồi. Đấy, thì chúng ta bây giờ chỉ có là lên chiến dịch xong rồi chúng ta bắt đầu tối ưu thôi. Đấy. Rồi, tắt cái này đi, dòng xét duyệt xong rồi.
tôi tiêu tiền. Rồi thì chúng ta sẽ học và chuyển đổi đến đây là kết thúc. Thì không biết là mọi người có câu hỏi gì không? Mọi người đi về là đi về là chuyển đổi. À, mọi người vừa tự làm vừa ấy nhá, thì xem trong tầm 5-10 phút thì không ai có câu hỏi thì mình cứ gửi tin nhắn vào để mình ấy nhá, mình trả lời nhá. Chat nhé, mình sẽ trả lời mọi người luôn. Rồi thì sau 5 phút thì mình thấy là có anh Luật này, anh hỏi là anh đang làm Alipay mà anh không nhớ về cái trang tính, thì làm sao để lưu lại dữ liệu vào file Excel. Đây thì bây giờ mình sẽ làm lại cho mọi người xem nhé. Đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ thiết lập một cái form này, thêm mới này. Bây giờ chúng ta sẽ ấn một form này. Đây nó sẽ hiện ra một cái form đăng ký được chưa ạ? Thì chúng ta đây là mình sẽ thay đổi màu với cái font một tí nhé, nhìn cho nó dễ nhìn, màu xanh đi. Rồi thì bây giờ cái form đăng ký này, bây giờ anh hỏi là muốn lưu lại cái dữ liệu này về Google Excel thì làm thế nào. Rồi vào đây chúng ta chọn là lưu data này. Chưa? Cái nút lưu data ở ngay phía trên cái bảng đăng ký này. Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây là thêm mới được chưa? Thêm mới này. Đấy. Thì ở đây chúng ta chưa liên kết tài khoản nào, chúng ta ấn vào là thêm tài khoản liên kết mới. Ấn vào đây. Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn ở cái mục phía trên này, nhập loại tài khoản đúng không? Và ấn vào đây thì chọn là Google Sheet, là đối với Google Excel. Đấy, thì chúng ta ấn vào đây, Google Sheet này, chúng ta ấn thêm mới này. Thêm mới để chúng ta sẽ đăng nhập vào cái Gmail của mình. Được chưa? Đăng nhập vào Gmail mình nhé. Thì đăng nhập xong thì nó sẽ hiện lên như này, hiện lên một cái tài khoản như này. Đây. Được chưa? Thì chúng ở đây là mình đã đăng nhập vào Gmail mình rồi nhé. Thì sẽ sử dụng cái Gmail này luôn. Đây, chúng ta đã sử dụng này. Rồi, chọn bảng tính nhá. Thì đây, một là mình có thể chọn bảng tính có sẵn của mình, hai là mình thêm mới. Thì mình làm một cái bảng tính mới. Đây, mình sẽ ấn thêm mới. Nhập tên bảng tính này. Thì nhập tên này. Một chẳng hạn, ví dụ như thế, ấn tạo mới này. Mới nhé. Rồi, chúng ta sẽ ấn là xong. Rồi thì nó sẽ tạo một cái bảng như này. Thì chúng ta sẽ nhập tên cấu hình này. Nhập chẳng hạn nhé. Rồi chúng ta ấn cập nhật này. Đấy, để ấn cập nhật một lần nữa. Được chưa? Xong tất cả thì chúng ta ấn vào xuất bảng, ấn vào xuất bảng là xong. Đây nhá. Thì đây mình sẽ vào. Đây, chúng ta sẽ vào là Google Excel nhé. Này, cái trang của nó là docs
www.google.com. Đây, trong này nó có một cái lớp học online đúng không? Thì ấn vào đây. Thì tất cả thông tin nó sẽ nhảy về đây. Cái bảng này. Đây. Ví dụ thử cho mọi người xem. Ví dụ mình đăng ký vào đây nhé. Đây, nhập tên này, Gmail này, số điện thoại này. Ấn là ABC gì đấy. Đấy, xong ấn mua ngay. Thì nó sẽ nhảy với cái bảng này. Đây, họ tên này, Gmail, số điện thoại này, nội dung này, ngày giờ bao nhiêu. Đấy, được chưa ạ? Rồi, thì là không biết là anh chị là có câu hỏi nào nữa không, thì nếu mà không, chúng ta không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Đấy thì tôi sẽ gửi cái video quay lại cho mọi người để mọi người có thể xem và thực hành nhé. Rồi, cảm ơn này. Chào. Đây. Đây. Sống nhé.